những trận mưa dông ở Nam Bộ sẽ lùi về chiều chứ không xuất hiện ngay từ sáng. Thời điểm hiện tại, khắp toàn miền trời tạnh ráo, dịu mát, nhiệt độ dao động trong khoảng 24 đến 27 độ. Dự báo vài tiếng tới nắng sẽ lên với cường độ mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng đều có mức nhiệt cao là 33 đến 34 độ. Sang chiều mưa dông sẽ quay trở lại, bao phủ hầu khắp các tỉnh thành, nguy cơ cao đi kèm lốc sét và gió giật mạnh. Nhiều điểm có mưa vừa mưa to từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm, có thể gây ngập úng ở một số tuyến phố trũng thấp thuộc các đô thị.